Chào cô chú anh chị nha, em có một con Sinova 685 máy khai thác. Còng xích thì rất là dày nha mọi người. Bài cây lam thì quá vip, làm bảy tấc nha mọi người, làm dài bảy tấc, làm chuột nha, cực kỳ vip luôn. Bộ lam xích thì khỏi phải bàn nha mọi người. Này cái máy thì rất là đẹp, này chưa vệ sinh nha, em về đây vệ sinh ra đẹp lắm. 685 mặt tiền. Cái này là đúng ra là mặt tiền này nó không trầy, nhưng mà cái này kiểu như để bãi lâu ấy, cái sơn này nó tự bong ra chứ không phải là nó dùng mà nó trầy nha. Lọc máy rất là đẹp nha, lọc máy vệ sinh rất là đẹp, lọc lam đẹp này. Thì cái con này nó xài cái chuông, xài chuông đồng tiền luôn ha. Đó, xài chuông đồng tiền đẹp. Này bao hơi lửa nha, này bao hơi lửa máy khai thác nha. Về dọn nó dễ, còn cô chú anh chị muốn dọn thì báo em ha. Đây tìm của cửa hàng bán hàng. Cái bộ này, con này em để cho người lọc gió rất đẹp nha, hai lọc gió luôn, zin hết nha, chưa có dọn, chưa có động chạm. Rồi con này em để cho mọi người 3,5 triệu chưa dọn nha, 3,5 triệu chưa dọn, về dọn. Để tí em gắn lại nha. Bộ lam xích cực kỳ biết cách xuống đi khai thác nha. Các gia đình là xì gỗ đồ rất là ngon. 3,5 triệu con này chưa dọn nha.